Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật 6 Tỳ Kheo Hải Tràng Phó Thác thứ 6 Chánh Tâm Trụ. Bấy giờ thiện tài đồng tử một lòng chánh niệm lời dạy của vị trưởng giả đó, quan sát lời dạy của vị trưởng giả đó, ghi nhớ môn giải thoát Bồ Tát không nghĩ bàn đó, suy ngẫm Bồ Tát trí quang minh không nghĩ bàn đó, thâm nhập môn pháp giới không nghĩ bàn đó, xu hướng môn Bồ Tát vào khắp không nghĩ bàn đó, thấy rõ Như Lai thần biến không nghĩ bàn đó, hiểu rõ vào khắp cõi Phật không nghĩ bàn đó, phân biệt Phật lực trang nghiêm không nghĩ bàn đó, suy ngẫm cảnh giới Bồ Tát tam muội giải thoát phần vị không nghĩ bàn đó, thấu đạt thế giới rốt ráo vô ngại khác biệt không nghĩ bàn đó, tu hành thâm tâm Bồ Tát kiên cố không nghĩ bàn đó, phát khởi Bồ Tát đại nguyện tịnh nghiệp không nghĩ bàn đó. Lúc đó thiện tài đồng tử một lòng chánh niệm quan sát lời dạy của vị trưởng giả giải thoát, lại nghĩ nhớ môn giải thoát Bồ Tát không thể nghĩ bàn của trưởng giả giải thoát, lại suy ngẫm Bồ Tát trí quang minh không thể nghĩ bàn của trưởng giả giải thoát, lại thâm nhập môn pháp giới không thể nghĩ bàn của trưởng giả giải thoát, lại xu hướng môn Bồ Tát vào khắp không thể nghĩ bàn của trưởng giả giải thoát, lại thấy rõ Như Lai thần biến không thể nghĩ bàn của trưởng giả giải thoát, lại hiểu rõ vào khắp cõi Phật không thể nghĩ bàn của trưởng giả giải thoát, lại phân biệt Phật lực trang nghiêm không thể nghĩ bàn của trưởng giả giải thoát, lại suy ngẫm cảnh giới Bồ Tát tam muội giải thoát phần vị không thể nghĩ bàn của trưởng giả giải thoát, lại thấu đạt thế giới rốt ráo vô ngại khác biệt không thể nghĩ bàn của trưởng giả giải thoát, lại tu hành thâm tâm Bồ Tát kiên cố không thể nghĩ bàn của trưởng giả giải thoát, lại phát khởi Bồ Tát đại nguyện tịnh nghiệp không thể nghĩ bàn của trưởng giả giải thoát. Phó Tháp Chánh Tâm Trụ là chỉ tỳ kheo hải tràng thành tựu bát nhã, thấu rõ pháp tánh là không tịch, là không trụ, không nương, không tà, không tránh, cho nên dù ngài nghe khen hay chê, tâm đều bất động. Từ từ đi về hướng nam, đến bờ Diêm Phù Đề, xóm Ma Lợi Gia, đi khắp tìm kiếm tỳ kheo hải tràng. Thiện tài đồng tử từng bước từ từ đi về hướng nam, đến bờ Diêm Phù Đề, nước Đề Đạt Ma Lợi Giả La. Ngài bèn đi các nơi tìm kiếm tỳ kheo hải tràng, bèn thấy vị tỳ kheo đó đang ngồi kiết già bên cạnh chỗ đi kinh hành, đang nhập tam muội bặt hơi thở, không còn tư lự và cảm giác, toàn thân bất động. Thiện tài đồng tử bèn thấy vị tỳ kheo hải tràng đang ngồi kiết già bên cạnh chỗ đi kinh hành, đang nhập tam muội. Lúc đó ngài đã bặt hơi thở, không còn thở ra thở vào nữa, không còn tư lự và cảm giác, thân tâm an lạc như như bất động. Từ dưới chân tỳ kheo hải tràng hiện ra vô số trăm ngàn ước vị trưởng giả, cư sĩ, chúng bà la môn đều dùng đủ thứ các đồ trang nghiêm để trang nghiêm thân họ, đều đội mũ báu, đỉnh đeo minh châu, qua khắp mười phương tất cả thế giới mới xuống tất cả báu, tất cả chuỗi ảnh lạc, tất cả y phục, tất cả thức ăn uống thượng vị như pháp, tất cả hoa, tất cả tràng hoa, tất cả hương, tất cả hương thoa, tất cả đồ dục lạc tư sanh ở tất cả mọi nơi, cứu nhiếp tất cả chúng sinh bần cùng, an ủi tất cả chúng sinh khổ não, đều khiến cho họ hoan hỷ, tâm ý thanh tịnh, thành tựu đạo Bồ Đề vô thượng. Từ dưới chân của tỳ kheo hải tràng hiện ra vô số trăm ngàn ước trưởng giả, cư sĩ, chúng bà la môn đều dùng đủ thứ các đồ trang nghiêm để trang nghiêm thân mình. Trên đầu đều đội mũ báu, trên mũ lại đeo một sợi minh châu, các vị đó qua khắp mười phương tất cả thế giới, mưa xuống tất cả báu, tất cả chuỗi anh lạc, tất cả y phục, tất cả thức ăn uống, thượng vị như pháp, lại mưa xuống tất cả hoa, tất cả man, tất cả hương, tất cả hương thoa, tất cả đồ dục lạc tư sanh, họ ở tất cả mọi nơi, cứu hộ nhiếp thọ tất cả chúng sinh bần cùng, an ủi tất cả chúng sinh khổ não, đều khiến cho họ hoan hỷ, tâm ý thanh tịnh mà thành tựu đạo Bồ Đề vô thượng. Đủ có hai ý nghĩa: một, hiển thí hành vạn hạnh; hai, lại biểu hạnh trụ nghĩa. Trưởng giả là hạnh trưởng, cư sĩ là đắc được an xứ, bà la môn nghĩa là tịnh hạnh, thành tựu Bồ Đề nghĩa là lợi hành. Từ hai đầu gối của tỳ kheo hải tràng hiện ra vô số trong ngàn ước chúng sát đế lợi bà la môn, thể đều thông minh trí huệ, đủ thứ sắc tướng, đủ thứ thân hình, đủ thứ y phục tốt đẹp trang nghiêm, khắp cùng mười phương tất cả thế giới, dùng ái ngữ và đồng sự nhiếp các chúng sinh, đón là người nghèo thì khiến cho được đầy đủ, người bệnh thì khiến cho được lành, người nguy hiểm thì khiến cho được an, người sợ hãi thì khiến cho hết sợ, người lo khổ đều khiến cho được an vui, lại dùng phương tiện khuyên bảo đều khiến cho họ bỏ ác, an trụ pháp lành.
Từ hai đầu gối của tỳ kheo hài tràng lại hiện ra vô số trong ngàn ước chúng sát đế lợi, quý tộc, bà la môn. Họ thảy đều thông minh, có trí huệ, họ có đủ thứ sắc tướng rất viên mãn, đủ thứ thân hình cũng rất đẹp đẽ, đủ thứ y phục đều tốt đẹp trang nghiêm. Họ ở khắp cùng mười phương tất cả thế giới, dùng ái ngữ và đồng sự để nhiếp thọ tất cả chúng sinh. Đó là người nghèo thì khiến cho được giàu sang, người bệnh thì khiến cho họ được lành, người nguy hiểm thì khiến cho được bình an, người sợ hãi thì khiến cho họ hết sợ, người lo khổ đều khiến cho họ được an vui. Sau đó lại dùng pháp môn phương tiện để khuyên bảo, đều khiến cho họ bỏ tà về chánh, cải ác hướng thiện mà an trụ trong pháp lành. Hai đầu gối hiện ra sát đế lợi là vì thổ điền đế chủ, khuất thân tự tại, lại vì hạnh do nơi đầu gối hiện ra tịnh hạnh. Từ giữa lưng của tỳ kheo hài tràng hiện ra vô lượng tiền nhân đồng với số chúng sinh, hoặc mặc y phục bằng cỏ, hoặc y phục bằng vỏ cây, đều cầm bình rửa, oai nghi tịch tĩnh, đi đến khắp cùng mười phương thế giới ở trong hư không, dùng diệu âm của Phật để khen ngợi Phật, diễn nói các pháp, hoặc nói đạo phạm hạnh thanh tịnh, khiến cho họ tu tập điều phục các căn, hoặc nói các pháp đều không tự tánh, khiến cho họ quán sát, phát sinh trí huệ, hoặc nói ngôn luận quỹ tắc thế gian, hoặc lại khai thị trí nhất thiết trí phương tiện xuất yết, khiến cho tùy theo thứ lớp đều tu nghiệp của mình. Từ giữa lưng của tỳ kheo hài tràng lại hiện ra vô lượng tiên nhân đồng với số chúng sinh. Họ mặc y phục bằng cỏ hoặc y phục bằng vỏ cây. Mỗi vị tiên nhân đều cầm bình rửa oai nghi rất nghiêm lệ tịch tĩnh. Họ đi đến các cùng mười phương thế giới ở trong hư không, dùng tám thứ diệu âm, tiếng rất hay, tiếng mềm mại, tiếng hòa thích, tiếng tồn huệ, tiếng chẳng phải người nữ, tiếng chẳng lầm, tiếng sâu xa, tiếng không khàn của Phật để khen ngợi Như Lai diễn nói các pháp, hoặc nói làm thế nào tu đạo phạm hạnh thanh tịnh, khiến cho chúng sinh y pháp tu tập điều phục các căn, khiến cho con mắt chẳng bị sắc trần lay chuyển, lỗ tai không bị thanh trần lay chuyển, lỗ mũi không bị hương trần lay chuyển, cái lưỡi không bị vị trần lay chuyển, thần không bị xúc trần lay chuyển, ý không bị pháp trần lay chuyển. Điều phục các căn tức cũng là nhiếp lấy sáu căn, tĩnh niệm liên tục nhập tam ma địa, đó là đệ nhất. Nhiếp lấy sáu căn tức là điều phục con người có thể chuyển cảnh mà cảnh không thể chuyển người, hoặc dễ nói tất cả các pháp đều không có tự tánh, đều do nhân duyên sinh ra. Do đó có câu các pháp do duyên sinh, các pháp do duyên diệt, tức cũng là nhân duyên sinh ra pháp. Ta nói tức là không, cũng gọi là giả danh, cũng gọi nghĩa trung đạo. Ngài hay khiến cho chúng sinh quán sát mà ngộ đạo, lãnh thọ được đạo lý, tất cả các pháp đều không tự tánh, mà sinh ra trí huệ chân chánh, khiến cho trí quang hiện tiền, hoặc nói tất cả ngôn luận thế gian, tất cả quỹ tắc pháp luật thế gian, hoặc lại vì chúng sinh khai thị trí nhất thiết trí, đạo lý phương tiện xuất đi tam giới, khiến cho chúng sinh tùy cận thứ lớp, đều tùy theo căn tánh của mình, đều tu pháp môn của mình, xem chúng sinh có nhân gì, tu thứ pháp gì, đều tùy theo căn tánh của mình mà tu đạo nghiệp của mình. Trên lưng của trường giả hiện ra tiền nhân, lưng ở dưới tế luân giữa biển khí là chỗ hiện ra tiên. Từ hai bên hông của tỳ kheo hải tràng hiện ra rồng không thể nghĩ bàn, rồng nữ không thể nghĩ bàn, thị hiện các thần biến của rồng không thể nghĩ bàn, đó là mưa mây hương không thể nghĩ bàn, mây hoa không thể nghĩ bàn, mây tràng hoa không thể nghĩ bàn, mây lọng không thể nghĩ bàn, mây phàn không thể nghĩ bàn, mây đồ trang nghiêm báu đẹp không thể nghĩ bàn, mây đại mani báu không thể nghĩ bàn, mây chuỗi báu không thể nghĩ bàn, mây tòa báu không thể nghĩ bàn, mây cung điện báu không thể nghĩ bàn, mây hoa sen báu không thể nghĩ bàn, mây mũ báu không thể nghĩ bàn, mây thân trời không thể nghĩ bàn, mây thể nữ không thể nghĩ bàn, đều đầy khắp hư không dùng để trang nghiêm, đầy khắp đạo tràng chư Phật trong tất cả mười phương thế giới để dâng lên cúng dường, khiến cho các chúng sinh đều sinh hoan hỷ. Từ hai bên hông của tỳ kheo hài tràng hiện ra rồng trên trời không thể nghĩ bàn, rồng nữ không thể nghĩ bàn, lại thị hiện thần thông biến hóa của tất cả các rồng trời không thể nghĩ bàn, từ có hóa không, từ không hóa có, thần thông biến hóa diệu dụng vô cùng, như là rồng mưa xuống mây hương không thể nghĩ bàn, mưa mây hoa không thể nghĩ bàn, mưa mây tràng hoa không thể nghĩ bàn, mưa mây lọng báu không thể nghĩ bàn, mưa mây phàn báu không thể nghĩ bàn, mưa mây đồ trang nghiêm báu đẹp không thể nghĩ bàn, mưa mây đại mani báu không thể nghĩ bàn,
Mưa mây trỗi báu không thể nghĩ bàn, mưa mây tỏa báu không thể nghĩ bàn, mưa mây cung điện báu không thể nghĩ bàn, mưa mây hoa sen báu không thể nghĩ bàn, mưa mây mũ báu không thể nghĩ bàn, mưa mây thân trời không thể nghĩ bàn, mưa mây thể nữ không thể nghĩ bàn. Đủ thứ mây như vậy đều đầy khắp hư không để trang nghiêm đạo tràng, đầy khắp cùng đạo tràng chư Phật trong tất cả mười phương thế giới để dâng lên cúng dường, khiến cho tất cả chúng sinh đều sinh hoan hỷ. Từ hai bên hông hiện ra các rồng, là vì loài rồng thuộc về bảng xanh. Từ trong tướng chữ vạn trước ngực hiện ra vô số trăm ngàn ức Atula Vương, thể đều thị hiện sức huyễn tự tại không thể nghĩ bàn, khiến cho trăm thế giới đều đại chấn động. Tất cả nước biển tự nhiên sôi trào, tất cả núi chúa, hỗ tương xung kích, cung điện, chư thiên đều lay động. Quang minh chúng ma đều bị che lấp, minh chúng các ma đều bị thôi phục, khiến các chúng sinh xả bỏ tâm kiêu mạn, trừ diệt tâm nộ hại, phá núi phiền não, dứt các pháp ác, nuôi lớn tâm không đấu tranh, vĩnh viễn cùng hòa thiện. Lại dùng sức huyễn khai ngộ chúng sinh, khiến diệt tội ác, khiến sợ sinh tử, khiến thoát các cõi, khiến lìa nhiễm trước, khiến trụ tâm vô thượng bồ đề, khiến tu tất cả các hạnh bồ tát, khiến trụ tất cả các ba la mật, khiến vào tất cả các địa bồ tát, khiến quán tất cả pháp môn vi diệu, khiến biết tất cả phương tiện chư Phật. Những việc làm như vậy đầy khắp pháp giới. Từ trong tướng chữ vạn trước ngực của tỳ kheo hải tràng lại hiện ra vô số trăm ngàn ước Atula Vương, họ đều thị hiện sức thần thông huyễn hóa tự tại không thể nghĩ bàn, khiến cho chân thế giới đều phát sinh đại chấn động. Tất cả nước biển tự nhiên sôi trào lên, tất cả núi chúa hỗ tương xung kích với nhau, tất cả các cung điện chư thiên đều lay động, quang minh của tất cả chúng ma đều ẩn che lấp mất, tất cả binh chúng các ma đều bị thôi phục, chúng đều bại phục mà bỏ chạy hoàn toàn đầu hàng, lại khiến cho hết thảy chúng sinh xả bỏ tâm kiêu mạn, trừ diệt tâm nộ hại người khác, phá trừ núi lớn phiền não, dứt trừ các pháp ác, nuôi lớn tâm không đấu tranh, lúc nào cũng dùng thái độ hòa thiện để đối đãi tất cả chúng sinh, lại dùng sức huyễn hóa khiến cho tất cả chúng sinh đều khai ngộ, khiến cho chúng sinh diệt trừ tội ác mà sinh ra tâm sợ hãi sinh tử, khiến cho tất cả chúng sinh bỏ mê về giác, thoát khỏi tất cả các cõi ác, khiến cho tất cả chúng sinh để khỏi hết thảy pháp nhiễm ô và chấp trước pháp, khiến cho tất cả chúng sinh đều trụ tâm vô thượng bồ đề, khiến cho tất cả chúng sinh đều tu tất cả các hạnh bồ tát, khiến cho tất cả chúng sinh đều trụ tất cả các ba la mật đến bỏ kia, khiến cho chúng sinh vào tất cả các quả vị chứng được của các bồ tát, lại khiến cho chúng sinh quán tất cả pháp môn vi diệu của Phật, khiến cho tất cả chúng sinh biết tất cả pháp môn phương tiện của chư Phật. Những cảnh giới làm như vậy đều đầy khắp pháp giới. Đức tướng trước ngực của tỳ kheo hải tràng hiện ra Atula, vì ngực là nơi huyễn thuận, hay sinh hay diệt kiêu mạng, còn là tướng minh đức hay hàng phục chúng ma. Từ trên lưng của tỳ kheo hải tràng, vì người đáng dùng pháp nhị thừa mà được độ hiện ra vô số trong ngàn ước thanh văn duyên giác, vì người chấp ngã nói không có ngã, vì người chấp thường nói tất cả hạnh đều vô thường, vì người tham lam nói quán bất tịnh, vì người sân hận nói quán từ tâm, vì người ngu si nói quán duyên khởi, vì người đẳng phần nói pháp cảnh giới tương ưng với trí huệ, vì người thích chấp cảnh giới nói pháp không chỗ có, vì người thích chấp nơi tịch tĩnh nói pháp phát đại thệ nguyện khắp lợi ích tất cả chúng sinh. Những việc như vậy đầy khắp pháp giới. Từ trên lưng của tỳ kheo hải tràng, vì người đáng dùng pháp nhị thừa mà được độ thể hiện ra vô số trong ngàn ước thanh văn và duyên giác, vì người chấp trước ngã kiến thể nói pháp vốn không có ngã, vì người chấp trước thường kiến thể nói tất cả hạnh đều vô thường, cho nên gặp người căn cơ gì thì nói pháp đó, vì người tâm tham dục nặng không tơ hào nhảm đủ thể nói quán bất tịnh, thân thể chúng ta chín lỗ thường chảy ra đồ bất tịnh, mắt thường có ghèn, tai thường có cứt giấy, mũi thường chảy mũi, miệng có nước miếng, lại có tiểu tiện và đại tiện, chẳng màng bạn yêu thích nó như thế nào. Nếu thời gian lâu mà không tắm rửa, thì nó sẽ tỏa ra mùi hôi. Thân thể con người thường tỏa ra mùi hôi là vì họ chẳng giữ giới luật. Bất cứ là người quốc tịch nào họ ăn cái gì, thì trên thân sẽ có thứ mùi vị đó. Người thích ăn cá, thì trên thân có mùi vị cá. Người thích ăn thịt bò, thì trên thân có mùi vị thịt bò. Người thích ăn thịt heo, thì trên thân có mùi vị thịt heo. Người thích ăn thịt dê, thì trên thân có mùi vị thịt dê. Mỗi thứ đều có mùi vị của nó, ăn gì thì sẽ phối hợp thành một công ty đó, cho nên ăn thứ gì thì có mùi vị đó.
Nếu thọ giới rồi ngược lại chẳng giữ giới thì đời sau thân thể của bạn sẽ hôi, rất hôi dơ, toàn thân đều hôi hám, ai ngửi được mùi đó thì sẽ nhàm chán. Cũng giống như người thọ giới mà chẳng giữ giới khiến cho một số người đều nhàm chán là cùng một đạo lý. Cho nên thọ giới rồi thì nhất định nghiêm trì giới luật, tơ hào không thể hủy phạm. Đừng có nương Phật mặc y, nương Phật ăn cơm, cứ làm những chuyện phạm giới, nhất là giới dâm. Tham dục ở đây là chỉ tham dâm. Biết rõ đó là phạm giới mà vẫn đi làm rồi còn cho rằng người khác không biết. Nhưng đó là tự mình lừa gạt mình, xí đồ bịt tai ăn cắp chuông là rất sai lầm. Cho nên chúng ta người xuất gia nhất định phải giữ giới luật. Người giữ giới luật trên thân thường tỏa ra một mùi thơm của giới. Dù có bao nhiêu ngày không tắm rửa cũng không có mùi hôi. Tại sao vậy? Vì giữ giới thanh tịnh, bạn không cần xịt nước thơm lên trên mình, nó tự nhiên có một mùi thơm, đó là hương giới của sự giữ giới. Bạn không giữ giới thì có mùi hôi sẽ đọa lạc vào ba đường ác. Tùy tương lai được tái sinh làm người, trên thân vẫn đầy rẫy mùi hôi, trên thân phát ra mùi hôi, tức là do không giữ giới luật. Vì chúng sinh nhiều tham phải tu quán bất tịnh, quán thuần bất tịnh, chín lỗ thường chảy đổ bất tịnh, khi chết rồi thì toàn thân sình lên, lại có gì để tham luyến. Tại sao vì cái túi da hôi thối này mà điên đảo, cho nên người học Phật đối với điểm này phải nhận thức cho rõ ràng. Đừng có nhiều tham dục, phải thanh tâm quả dục, rửa sạch vọng tưởng tạp niệm và tất cả ý niệm nhiễm ô, luôn luôn phải tu quán bất tịnh, đừng chấp trước vào thân thể này mà cứ lo cho nó tốt đẹp. Làm cho nó tốt đẹp là vì cái gì? Chỉ là muốn đi lường gạt người mà thôi. Làm cho nó tốt đẹp có thể hấp dẫn người khác phái, khiến cho người khác phái thích mình. Đây chẳng phải là quá điên đảo chăng? Cho nên phải tu quán bất tịnh để không còn vì cái túi da hôi thối này mà điên đảo. Vì người sân hận thích sinh vô minh, nói quán tử tâm. Quán tử tâm tức là phải có tâm tha thứ đối với tất cả chúng sinh. Bất cứ họ làm việc gì sai, chỉ cần họ sửa đổi thì nên tha thứ cho họ. Cho nên chúng sinh nhiều sân phải tu quán từ bi này. Từ hay ban vui, bi hay cứu khổ. Muốn giáo hóa chúng sinh ngu si, thậm chí ngu si đến độ cho rằng tất cả sự việc không làm mà có được, không chịu đi làm mà muốn có tiền lương, không học nghề mà muốn trở thành nhà phát minh, không học qua nghề y khoa mà muốn làm bác sĩ, đó đều là một lối nghĩ ngu si. Song lối nghĩ ngu si, nhất là nghĩ muốn hoa đẹp thường tươi hoài. Người thích họa thì muốn hoa ngày nào cũng nở tươi đẹp. Người háo sắc thì muốn vợ hoặc chồng của mình luôn luôn trẻ trung, cường tráng, mãi mãi không già. Đó đều là lối nghĩ ngu si. Còn có trăng sáng luôn luôn đêm đêm tròn. Người thích ngắm trăng thì muốn mỗi đêm trăng tròn chiếu sáng, ánh trăng chiếu soi mặt đất. Do đó, nguyệt bổn vô từ chiếu, dạ dạ độc lãnh ngầm